Xin chào các anh, các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay là cái em giới thiệu với mọi người cái mẫu chậu ba chân rất là dày dặn, cứng cáp. Những cái mẫu này thì khách nhà em thường chọn để vào cây phát tài, kim tiền. Rất đẹp nha các anh, các chị nhé. Mọi người cũng vào hoa hồng rất chi là nhiều. Thế thì cái này nó có kích cỡ là 400 này, 380 này, 290 nhá. Cái miệng là 40 cm này. Cái chiều cao là 380 và cái đáy là 290 và có cái chân đế rất chi là chắc chắn, 4 lỗ thoát nước các anh các chị nhá. Hoa văn lỗi. Và cái này nặng 1,4 cân các anh các chị nhá. Đây là mẫu chậu ba chân hàng nhỏ. Nhà em vào cây giống hoa hồng La Phong tại vườn nhá các anh các chị nhá. Đây này. Đây là hàng nhỏ chứ không phải hàng to em vừa quay. Thì cái này là em đang vào những cái mẫu cây giống mà hoa sai và có cây dạng cây thấp như là hồng La Phong. Thì cái chân chậu nó sẽ cao lên để tôn lên thêm cái cây nhá các anh các chị nhá. Để ra cái cây một mình này quay cho nó dễ này. Đây là cái mẫu nhỏ nhá, không phải là mẫu chậu ba chân to đâu. Ba chân thì nó có hai cái cỡ, một cỡ nhỏ và một cỡ to. Thì nhà em là bán chạy nhất là cái hàng cỡ to để vào cho hoa hồng những cái dạng cây được hơn 1 năm tuổi thì là mọi người hay vào cái cỡ đấy. Nhìn khi mà lên chậu nó tôn dáng cây lắm các anh các chị nhé. Và cái mẫu này thì lại rất là dày dặn, sang trọng, lịch sự mà cái đế thoát nước lại rất là tốt nha các anh các chị nha. Tùy nó một mình ra một chỗ cho nó đẹp để cho các anh các chị nhìn hết cái cây La Phong nha, được vào cái mẫu chậu ba chân nhỏ. Đây là cái mẫu cây mấy tháng thôi nên là chỉ vào những cái chậu nhỏ như này các anh các chị nhá. Mọi người bảo là trồng hoa hồng thì vào cái chậu như thế nào cho nó đẹp ạ? Thì em khuyên mọi người nên chọn những cái chân đế nó thoát nước tốt một chút, vì hoa hồng nó không chịu được cái sự úng nước các anh các chị nhé. Video ngắn vừa rồi thì em vừa mới giới thiệu với các anh các chị toàn thể các bạn cái mẫu chậu ba chân trong xốp và cái mẫu chậu ba chân trong ứng dụng trồng hoa hồng tại vườn cây giống hoa hồng nhé. Xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau. Mọi người đừng quên đăng ký kênh sau khi xem video của shop chậu nhựa trồng cây nha. Xin chào tất cả mọi người.